Chào mừng mọi người đã đến với kênh tô màu của mình. Thường ngày mình sẽ tô màu 3 chiếc váy này nha mọi người. Xin mời mọi người hãy theo dõi video của mình để xem mình tô màu 3 chiếc váy này sẽ như thế nào nhé. Cô Lệ Thu, hình như tao cũng học cô Lệ Thu mà ta. Ta đang bị nhầm ra cô Dung dạy lịch sử đảng, cô cho điểm cao chúng ta, còn cô này không có. Muốn mua ổi của bạn kia quá à, nhưng mà hôm qua tôi thấy ăn nó hơi chát chát. Cái quả to to của cậu có chát không? Nhưng mà bán bảo là bạn ấy bán 1 cân thôi, bà không bán nửa cân. Không thích đâu. Quả to đùng, chắc quả đấy phải hơn nửa cân mất. Cậu học môn đánh giá chưa? Còn sao hai cũng bị điểm thấp hơn đấy, đáng sợ gì. Thi nó vào cái gì ấy, đánh giá bảng Rubik, đánh giá về phần trả lời câu hỏi hả? Tình huống để mình giải quyết á, hay là mình phải lập những dạng câu hỏi theo mức độ khó đến. Thật tớ đang chả biết học cái gì, thay vì thế tớ đã học chọn học chủ nghĩa mà không học môn đấy, phải lướt xem mới được. Và đây là bức tranh mình vừa tô màu xong nha mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.